Đề thi vào 10 đề số 19 à. Chúng ta có câu số 1. Chắc chắn là chọn gì? Câu số 1 chắc chắn là chọn gì? C đúng không? Bởi vì đây là quy tắc gì nhỉ? FPK structure đúng không? Ok. FPK structure là một nhóm nhé. Chắc chắn là chọn rồi. Cái này là phụ âm, viện nguyên âm nó phụ âm nó không hữu thanh, còn cái này là vô thanh nhá. FPK structure nhớ chưa? FPK tờ là một nhóm rồi, xong FPK structure là một nhóm, ai biết rồi. Câu hai nào, reliable, variety, result và result, với cái nào khác? Reliable, variety, variety nó mới khác đúng không? Ok, variety, variety, variety mà vị trí của nó cũng khác mà. Cái này mà variety, variety. Đấy, trọng âm 2 luôn đấy. Tiếp theo trọng âm này. Half-life trọng âm mấy? 1. Danh từ mà. Massive. Orbit. Orbit từ trọng âm 2 nó quỹ đạo mà. Em xem lại xem quỹ đạo trọng âm mấy. Quỹ đạo là từ gì? Danh từ trọng âm 1. Career. Career là trọng âm 2. Lúc nãy chưa giống cái từ cartoon ấy. Thì nó cũng giống là trọng âm 2. Và nó có rất nhiều những cái âm cuối là ear. Hay là y thì là trọng âm nhá. Vậy cô nói luôn này. Trọng âm rơi vào âm ear đối với engineer này. Engineer em ghi vào. Đây nhá. Trọng âm rơi vào engineer được chưa? Làm gì nữa nhỉ? Vietnamese. Vietnamese. Thì trọng âm rơi vào mi. Hay là Chinese. Đúng không? Chinese là Trung Quốc thì trọng âm cũng rơi vào ni, chứ toàn rơi vào đôi này. Hoặc là Japanese là người Nhật Bản đấy. Tóm lại những cái đuôi y để rơi vào y. Được chưa? Đấy, thế thì mình phải nhớ cái từ đấy thôi. Mình nhớ những cái đuôi như này. Và lên lớp 8 đã học rất là kỹ rồi mà. Rất nhiều từ như thế có đuôi y. Nó rơi vào y. Với trainee là như thế này. Trainee, đó. Được chưa? Hoặc là employee. Employee. Đó, rất là nhiều từ như thế rơi vào y nhá. Emergency. Ok. Illiterate. Ok. Independent. Dependent đã là trọng âm 2 rồi. Thì independent thì mà dẫn giờ pen được chưa? Động phụ thuộc vào machinery. Thì machine lúc nãy nói rồi. Vậy phải chọn vào đâu? Câu số 5. Nào đấy, there are more and more places where when we cannot use your phone. Vậy sai đâu? Now there are more and more places when you cannot use your mobile phone. Cô nhìn này cô biết là sai đâu. Đang định làm gì? Hãy chọn vào những kiến thức mình học. Mình học cái gì? Trong chương trình lớp 9. Học ra ra không? Thế chọn luôn rồi đấy. Sai đâu? Hả? Sửa như nào? Cái plexi này là gì em biết nghĩa không hả? Nếu không biết nghĩa thì em cứ chọn đây là em được điểm rồi đúng không? Nhưng mà để đi sâu thì em phải biết từ plexi nghĩa là nơi chốn nơi. Thế tức là nó chỉ nơi chốn. Cái nơi chốn mình ta phải dùng gì? Chuyển when thành where. Bởi vì tại sao lại dùng where biết đâu? Bởi vì là chỉ nơi chốn mà. Thì sau đó là một cụm thủ vị đúng chưa? Nên là chúng ta phải chọn where. Thế thôi. Mình chỉ cần biết là mình học cái gì mình chọn cái đấy đã được rồi đúng không? Đã đúng rồi. Mới sửa thôi. Câu 26 này. Almost American Indian culture has been agricultural society since 2000 BC. Vậy sửa như nào? Sửa như nào? Nhắc cái này dịch là gì nhỉ? Cái văn hóa Mỹ Ấn, Ấn Độ mà, văn hóa Mỹ Ấn, hầu hết văn hóa Mỹ Ấn đã được
Society agriculture là xã hội nông nghiệp xã hội hóa, ý là đã được xã hội hóa. Theo em xã hội hóa là gì? Society này là gì biết không? Agriculture society là gì biết không đã? Xã hội hóa vậy gì sẽ sai ở chỗ đấy, còn sửa là sâu sâu sai. Cái từ đấy vừa gặp ở đâu nhỉ, vừa gặp trên này phải không, gặp không? Society giống như variety đây này, bởi vì xã hội hóa thì mình không có số nhiều đây này, đây này mình chỉ chia là society không không đây giống như này này, bỏ y dài đi chưa, nhưng mà đây giống y trên từ này. Đấy, biết là sai chỗ đấy. Sửa như thế này, sửa như này. Variety là giống y nhau không? Thấy không? Thì xã hội làm sao mà đếm được, đúng không? Nhớ chưa? Xã hội thì mình không đếm được. Tiếp theo, câu 7. Children television program called Sim Street were seeing. Mình dễ quá, sửa như nào? Cô xin sửa thành gì? Xin. Xin. Xin là cột 3. Cột 3 của từ gì nhỉ? Xi. Hiểu chưa? Như này này, hiểu chưa? Vẫn có hiểu không? Đây là câu bị động. Đây là câu bị động. Nên mình phải sửa thành xin. Đấy. Em đã từng làm cái này lần nào chưa? Câu 18 này. À, câu 8 à. My đưa tìm câu điền vào thôi. My brother hobby is. Sở thích của anh trai tôi là. Ui cái này dễ quá, sưu tập tấm thiệp cũ. Sưu tập là từ nào? Collecting nhá. Sưu tập. Lớp 7 rồi. Sưu tập. Rồi. Bỏ được tiếng Việt tiếp. Câu 9, let's go for what this evening. Đây là câu hỏi đuôi rồi. Dễ quá, chọn gì đây? Let's go for what this evening. Đây là trường hợp đặc biệt của câu có let's go. Vậy, chúng ta phải chọn cái gì? Một vế let. Bình thường là một vế có not, một vế không đúng không? Nhưng liêng let là hãy rủ nhau đi. Hãy đi dạo đi, tối nay đi, chúng ta có nên đi không? Thì nó sẽ dùng shall we, bởi vì we là phải đi với shall. Nào, đây là trường đặc biệt. We, chúng ta chỉ có we và ai là đi với shall. Không có một trường hợp nào khác là đi với shall. Shall like đấy, nghe đến câu shall like là shall we chưa? Chỉ có trường hợp này là đi với shall. Nên là chỉ có ngôi ghi và ngôi ai thôi nhé, trên đời này chỉ có hai cái này đi với sao, và chúng ta nhớ điều đấy. Và đấy là trường đặc biệt, một cái là less thì một cái sẽ là sao. Đây là trường đặc biệt duy nhất ở trong tiếng Anh, nó là như thế. Nó là đặc biệt thì mình phải chấp nhận thôi, được chưa? Không cần nó đấy. He couldn't gì đây? Ê, cái này cô dạy rồi. Anh ấy không thể gì đây chấm chấm chấm, bản thân anh ấy khỏi việc cười vào sự cười và cái sự biểu hiện của mặt của bạn anh ấy, cái anh không không thể dừng cười đúng không? Không thể dừng là từ nào? Và cô cũng đã dạy em một cấu trúc đó là stop from chưa, đúng không? Stop somebody from something là vô bình ấy, và đảm bằng với có từ prevent đúng không? Prevent somebody from, nghĩa là ngăn cản ai khỏi việc gì, đúng chưa? Và warn against là cảnh báo ai khỏi việc gì. Vậy những cái này đằng sau đều là verb hết, được chưa? Biết cái này không? Dừng ai khỏi việc gì là nhớ thế là được gì? Rồi, và nhớ từ from nhá. Stop thì đi với from, được chưa?
chỉ có stop thì đi về from rồi dừng ngay khỏi việc gì, prevent from thế, nhớ cấu trúc đấy. Còn avoid là tránh, escape cũng là tránh, mà help thì ví dụ như mà can't help nó còn có ý là không thể chịu được, nhưng mà nó không có từ from, không thể chịu được là verb in luôn, không có from, nó khác nhau, là không thể chịu được cười ấy. Câu 11, when did he go away? When did he go away? Anh ấy đi khi nào? Trực tiếp vào luôn đi, một vài phút trước. Một vài phút trước, nếu mà dùng a few thì là đủ. Một vài phút trước là có thể đếm được. Nhưng mà vừa đủ, mình có biết là vừa đủ hay không đâu. Dùng few hay a few. Nếu mà đi một vài phút trước mà mình đi, ước lượng là chính xác bao nhiêu thì mình dùng a few. Tức là một chỉ một vài phút trước thôi. Còn few là chung chung hơn. Vậy em có thấy là anh đấy đi khi nào thì người đấy trả lời là có cụ thể chưa? Cụ thể chưa? Few minutes ago hay là a few minutes ago? Nếu như mà cụ thể là mình biết, bởi vì cái người đấy dám trả lời luôn mà, thì có thể người ta chắc chắn rồi đúng không? Chắc chắn rồi có thể dùng a few. Chắc chắn rồi, chắc chắn một vài phút trước. Cụ thể, còn chưa cụ thể thì không dám trả lời. Chắc chắn một vài phút trước. Đấy, vậy mình, cái người này trả lời bổng luôn là trả lời. Còn nếu mà tôi đoán là một vài, tôi đoán là vài phút trước thì nó lại khác, được chưa? Câu 12 này. Prefer lying là gì? Mọi người thích, ui dồi ôi, prefer đi với giới từ gì? Prefer luôn luôn đi giới từ gì? Lớp 7 luôn, kiến thức lớp 7. Prefer đi với giới từ gì? Đúng rồi, prefer bao giờ đi với to. Không bao giờ có một trường hợp khác. Prefer verb in to, verb in luôn. Là thích cái gì hơn cái gì. Được chưa? Gặp rồi đúng không? Câu 12. Vấn đề mà ông của tôi phải đối mặt là sự mất ngủ liên tục. Sự mất ngủ là gì? Danh từ đúng không? Sleepless rồi, sự mất ngủ. Rồi, một sự mất ngủ liên tục. Câu 14, if you want to. If you want to gì? The injection exactly. Nếu bạn muốn, à, bạn muốn tôi tiếp tục cái theo cái hướng dẫn này một cách chính xác à? Hay là thực hiện cái hướng dẫn này một chính xác à? Nói là check up là tiếp tục. Chúng ta có từ put out, nghĩa là dập tắt. Turn up là gì? Xuất hiện hoặc là đến, hoặc bằng với từ arrive. Turn down là từ chối bằng refill nhé. Carry out là gì? Carry out giống như là bring about ấy. Hoặc là do. Bằng với từ do, do là gì? Do là làm, bằng với từ contact. Tức là làm. Muốn tôi làm theo hướng dẫn này một cách chính xác nhé. Chúng ta sẽ từ carry out, làm. Làm, do. Tiếp theo câu 15, Ami và Anna trông giống chị em nhưng thực sự họ không phải là gia đình, hay là không phải là có mối quan hệ, hay là không giống nhau, không thân thuộc, hay là related, là không liên quan, không phải người thân, gia nó family, không phải gia đình, hay là không có mối liên hệ, hay là gia nó familiar. Chúng ta không thể nào chọn family hay là relation đâu, bởi vì đây là hai danh từ. They are not thì phải là tính từ cơ. Phải tính từ nào? Một là familiar, là thân thuộc. Họ không thân thuộc hay là họ không liên quan. Không liên quan đúng không? Ừ. Giống như liên quân. Yeah. Consist. À không, stay in a guest house nghĩa là gì nhỉ? Ở trong nhà khách, đắt gấp 2 lần thuê phòng. Vậy thì đắt gấp 2 lần là gì? Cost. Try more than. Tức là đắt bằng 2 lần thuê phòng bên ngoài. Try MSA. Hay là e mắt cho ai e
Đó là air mass airstrike. Đất hai lần. Get up your island. Cost twice more than. Get up gấp hai lần so với gì? Đúng không? Vậy bên nào chọn là đất gấp hai lần so với đúng không? Đây là so sánh gì? So sánh, nếu mà so sánh bằng thì có được không? As much cho e đất đất bằng gấp twice as much as, như là đất bằng as much as. Thế bây giờ nếu mà so sánh hơn nhá, ở trong nhà khách đắt gấp hai lần thì là why, nhưng mà người ta chưa biết là why là so sánh về cái gì cơ. Why more than, why đắt hai hơn là thuê phòng. Vậy có nghĩa này, em sẽ không dùng why more than bởi vì chỗ này người ta sẽ dùng so sánh bằng, đắt bằng hai lần. Được chưa? Đắt bằng hai lần. Vậy đắt bằng hai lần là gì? Try e mắt e nhá. Bởi vì so sánh bằng là e mắt e rồi, phải thêm từ try là đắt bằng hai lần. Được chưa? Chỉ có đáp án này thôi. Đây là so sánh bằng. Em hiểu là tại sao sử dụng xem nó bằng không? Thế tại sao người ta so sánh hơn mà có một cái nhưng mà so sánh bằng tận những cái gì nhỉ? Ba đáp án. Mà chỉ có cấu trúc là try em mắt e, bao giờ cũng thế, đắt bằng hai, được chưa? Giống như double rich thì cái từ gấp hai lần phải đứng đằng trước, xong là xong xong bằng. Tức là người bán hàng nói what can I do for you madam, ui giời, cái này nó gặp một lần rồi thì người ấy sẽ trả lời là gì? What can I do for you madam, tôi có thể làm gì cho bạn? Thế là mình nói luôn à, cho hai cân táo. Hay là you can go your own way, mày tự đi làm việc của mày đi. Hay là ok, thank you a lot. Ok, cảm ơn rất nhiều. Excuse me, I'm busy. Xin lỗi tôi. Xin lỗi tôi bận. Tôi có thể giúp gì cho bạn thì trả lời luôn nó là gì? Hả? Đây là đi vào cửa hàng nhá. Grocer là người bán hàng. Ừ, mình phải theo ngữ cảnh. Mình vào người bán hàng rồi. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Thì mình là ô cảm ơn. Thế à? Đã giúp gì đâu, đúng không? Người ta hỏi lịch sự thôi, phải trả lời luôn là tôi muốn mua 2 cân táo, hiểu chưa? Đây là phải nhớ và customer là khách hàng, hay mình biết từ đấy. Nếu không biết thì sẽ không được đâu. À, nhá. Câu 18. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn cho gì đấy? Việc thành công của dự án. Là chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn về sự thành công của dự án. Vậy là it pleased me, nó điều đó làm hài lòng tôi, hay là rất hân hạnh, it's my pleasure, đúng không? Cái này rất là quen thuộc, câu này đúng không? Tôi rất hân hạnh để làm điều đó. Tiếp. Câu 19, main idea, vần nghĩa với từ nào? Main idea là ý kiến, idea em biết rồi, idea ý kiến chính. Tôi chỉ có thời gian để nói cho bạn những ý chính của nó, không thể nói chi tiết được. Vậy ý chính là từ nào? Ý chính là từ nào? Give là ý chính. List là danh sách đúng không? Thì nó chưa thể hiện được ý chính đúng không? Chỉ là danh sách thôi. Start là bắt đầu story, câu chuyện là không liên quan. Disappearing của cái này dễ quá. Disappearing là biến mất. Biến mất bằng từ nào? Không, họ nói cho em một lần là đề 3, đề 2. Từ nào? Disappearing là bằng từ vanish, là biến mất, được chưa? Ghi vào. Biến mất. Hôm nào cô giảng cho em là vanish đây. Vanish là bay hơi biến mất hết đây. Nhớ không? Nhớ ra chưa? Vanish là bay hơi biến mất hết, được chưa? Vanish giống như vanish nhá. Nhớ từ đấy. Và disappear là biến mất, còn appear là xuất hiện. Đó. Reappear là xuất hiện lại. Đấy, vậy bằng từ này luôn. Ok. Câu 21. Abandon, cái từ này quá quen thuộc, học đầu tiên của lớp 7. Abandon nghĩa là gì? Abandon là sự phong phú đa dạng. Sự phong phú đa dạng trái nghĩa với từ nào? Phong phú đa dạng. Em phải biết từ nghĩa từ này đã, phong phú đa dạng phải bằng nghĩa với từ.
Trái nghĩa với từ nào? Smaller quality, ok. Rồi, phong phú đa dạng có viết tắt nhé. Đa dạng. À, phong phú đa dạng thì nó sẽ bằng với small. Trái nghĩa với nó là số lượng ít, đúng không? Lượng nhỏ. Rồi, vậy mình biết từ đây được. Prohibit. Ồ, từ này còn sau cũng là bốc binh luôn này. Prohibit là cấm. Bằng với từ ban, đều đằng sau đều là bốc binh luôn đấy. Prohibit. Phòng lớp 7 hết. Bằng với ban là cấm. Đằng sau cũng là verb in luôn nhá, nếu sự việc đã xảy ra và chưa xảy ra với tôi. Bây giờ cấm. Cấm, thế bây giờ trái ngược với từ cấm là gì? Trái ngược với từ cấm là gì? Trái ngược với từ cấm là cho phép. Cấu trúc cho phép ai làm gì là gì? Hả? Recognize nghĩa là nhận ra. Đây con này là nhận ra, agree là gì nhỉ? Yes, I agree. Tôi đồng ý, được chưa? Discourage nghĩa là gì? Không khuyến khích. Vậy, từ prohibit là cấm. Nó sẽ trái nghĩa với từ nào? Không, nó trái nghĩa với từ allow, nghĩa là cho phép. Không biết dịch không làm được đâu. Allow là cho phép. Chúng ta có cấu trúc là allow somebody to do something nhá. Vậy cô nói thêm allow somebody to do something, tức là cộng với to verb đấy, được chưa? Và nó có một cấu trúc cho phép nữa là let somebody do something, tức là sau let là nguyên thể, cô dạy chưa? Lúc nãy cái câu lúc nãy sau let là động từ nguyên thể, được chưa? Sau lát là động từ nguyên thể. Đó. Sau lát là động từ nguyên thể V0. Còn allow thì sau đó to verb. Còn prohibit là cấm. Thì đằng sau là verb in. Ba cái hoàn toàn khác nhau nhá. Permit là cho phép. Thì đằng sau cũng là verb in. Permit. Nghĩa là cho phép. Thì đằng sau nó sẽ cộng với verb in. Ba cái hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà về ngữ nghĩa gần như thế. Cho phép hết. Được chưa? Nhưng mà cấu trúc của nó khác nhau. Em sẽ lại xem lại video này. Bài tiếp theo là trên sông. Sông là một cái từ một nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của thế giới, rất nhiều thành phố đang gì nhỉ? Đang rất nhiều thành phố đang là ở trên những con sông lớn và rất nhiều gì? Và mọi quốc gia đều có ít nhất một con sông và nó đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Vậy là rất nhiều đất nước. Every country. À, số lượng lớn mọi đất nước là gì? Đều có một con sông. Hầu hết mọi đất nước là gì? Hầu hết là gì? Almost, đúng không? Hầu hết. Lúc nãy mình gặp cái câu này ở cái bài kia rồi, hầu hết đi. Đúng mà. Tiếp theo. Câu 25 này. Câu 24 đã. Bị bên cạnh giao thông thì các dòng sông làm sao? Có dòng sông gì? Cung cấp nước. Cung cấp, chữa nhanh nha. Cung cấp nước. Câu số 25. Họ xây một đập thủy điện ở gì? Ở trên sông, được chưa? Hay là dưới sông? Xây đập thủy điện ở đâu? Trên sông, dưới sông hay là qua sông? Hay là ở giữa những con sông? Đây là một con sông và cho nước chảy thôi. Đập thủy điện là xây ở trên một con sông thôi. Và một con sông thôi mà, có giữa những con sông đó và trở thành gì? Tuy nhiên nước thường xuyên trở nên gì? Ở trên những thành phố và bờ sông với số lượng. Và các ngành công nghiệp tăng vậy bị ô nhiễm đúng không? Ô nhiễm. Và cuối cùng câu 27 là nếu bạn muốn tham gia vào gì? Nếu bạn thích cái gì của tài nguyên thiên nhiên, nếu bạn chúng ta đang học là rất cần thiết để giữ cho sông sạch, nếu bạn muốn thưởng thức cảnh đẹp của tài nguyên thiên nhiên, vậy cảnh đẹp là insert, được chưa? Insert là danh lam thắng cảnh của tài nguyên thiên nhiên. Benefit lợi ích
Recip là kịch bản tiếp không được. Vậy bài đọc tiếp theo là mình chỉ đọc câu hỏi, mình sẽ đoán nè. Elizabeth đã rất là ngạc nhiên bởi lá thư của Dean, bởi vì nó hứa, tức là nó đã hứa với cô ấy là để làm gì. Vậy bài đọc này tôi không chữa nhé, tự tự đến lúc mình tự đọc bài đọc mình vẫn phải tìm ra lúc bài đọc ấy. Chữa câu 33 này. Chúng tôi thì đấy, óp là óp gì nhỉ, hôm nọ cô dạy rồi, óp gì không, óp tu nó bằng nghĩa với từ have a tu bằng với từ mát gì, ghi lại đi, mát bằng óp tu nhá, chỉ có thể óp tu thôi, óp tu là bằng với mát, mình có thể chọn chỉ chọn chọn óp tu rồi, bằng với mát nghĩa là phải và bằng với have a tu nghĩa là phải, được chưa? Thế thì hai cái này bằng nhau rồi, bây giờ mình chỉ chọn hạng mục A và chỉ có B hoặc C thôi, mình kia loại rồi nhá. Bây giờ chúng tôi phải làm bài tập, hoàn thành bài tập vào ngày mai. Vậy thì có sử dụng thì hiện tại hoàn thành không? Chúng tôi phải làm bài tập vào ngày mai thôi chứ, đã là hoàn thành đâu, đúng không? Thế nên chỉ chọn đáp án gì? B thôi, chưa chọn hiện tại hoàn thành ở đáp án C. Thế mình làm loại trừ dễ mà. Câu 34. We hardly understand him because he's ancient. Cái câu là ancient này vừa rồi có ở trong đề thi đấy. Nghe giọng điệu. Vậy dịch câu này là gì? Chúng tôi khó để hiểu anh ấy bởi vì giọng điệu của anh ấy. Vậy bây giờ giọng điệu này là danh từ đúng không? Vậy chắc chắn mình phải chọn because of. Thế bây giờ một chỉ có A hoặc D thôi. Bây giờ chọn là We hardly ever can understand him because of his ancient. Hay là we can hardly understand him because of his ancient. Chúng tôi khó có thể hiểu anh ấy bởi vì giọng điệu của anh ấy. Vậy chính là đáp án D. Bởi vì because of mà. Những cái này thì nó không hardly understand, bởi hardly nó vẫn phải đứng đằng sau can nhá, không được đứng đằng trước can đâu. Bây giờ can nó vẫn là cái quan trọng hơn đứng trước chủ ngữ, còn mấy cái này thì nó không dùng of là sai rồi, được chưa? Ai lại nói là he has his ancient là thừa. Câu 35, anh ấy nghỉ hưu, he retired là nghỉ hưu, anh ấy nghỉ hưu, con trai lớn nhất của anh ấy, con trai cả ấy, tiếp quản cái sự sự cái sự kinh doanh của anh ấy đúng không? Vậy là sau khi anh ấy nghỉ hưu thì con trai của anh ấy tiếp quản cái sự nghiệp của anh ấy. Nghỉ hưu chưa? Đáng nghỉ hưu chưa đâu? Đây nhá. Sau khi anh ấy đã nghỉ hưu thì cái này không dùng được, bởi vì after phải là thì quá khứ hoàn thành cơ. Câu này bỏ. After he retired tức là sau khi anh ấy nghỉ hưu thì đây là thì hiện tại đơn vẫn được, after sau hiện tại đơn vẫn được, và bên này sẽ là thì hiện tại thì tương lai đơn, cũng giống như câu điều kiện ấy, và chắc chắn nó xảy ra đúng không? Thế còn câu này cũng đúng, đúng ngữ pháp, bây giờ chỉ về ngữ nghĩa thôi. Sau khi anh yêu con trai sẽ tiếp quản một sự kinh doanh. Ui thế thì không được, bởi vì không ai nói là một sự kinh doanh, thì câu này bỏ. Bây giờ tiếp câu này này, sau khi nghỉ hưu con trai của anh ấy sẽ tiếp quản sự kinh doanh của anh ấy được không? Và sau khi anh ấy nghỉ hưu thì đây lại là thì quá khứ. Nghĩa sau anh ấy nghỉ hưu thì con trai lớn anh ấy đã tiếp quản sự kinh doanh của anh ấy. Thế xảy ra chưa? Xảy ra chưa? Xảy ra chưa đã? Bây giờ cô hỏi này, cái câu này mình chưa chắc khẳng định được. Bây giờ cô đọc câu B này. Sau khi nghỉ hưu, con trai của anh ấy sẽ tiếp quản sự nghiệp của anh ấy. Thế bây giờ nếu như còn B nhá, thì là sau khi nghỉ hưu, ai nghỉ hưu? Nhưng mà đây là chủ ngữ là his oldest son cơ mà. Thế chẳng lẽ là sau khi con trai của anh ấy nghỉ hưu à? Người ta có nói là sau khi anh ấy nghỉ hưu đâu. Tức là cái chủ ngữ này sẽ phải cùng vào đây, thì chẳng lẽ con trai nghỉ hưu à? Vậy câu này cũng bị gì? Sai về ngữ nghĩa, hiểu chưa? Vậy qua đây mình khẳng định được là sẽ chọn gì? À, thấy có hiểu cái phương pháp loại trừ của cô chưa? Đây là cô đang làm theo cái cách mà cô hay làm. Đó. Vậy là sau khi anh ấy nghỉ hưu, con trai sẽ tiếp quản thì sử dụng hai cái là thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn bởi vì nó liên tiếp nhau. Được chưa? Và đã xảy ra.
Đó, trong trường hợp này. Còn những cái khác nó vẫn có thể đúng, nhưng mà những chỗ này bị sai, hiểu chưa? Nó có một chỗ sai nên mình sẽ có loại trừ. Câu 36 này, bệnh nhân. Bệnh nhân đã recover là vượt qua nhanh chóng hơn là chúng tôi mong đợi. Bao giờ cái cấu trúc này là than we expected, bao giờ cũng thế. Mẹ, bệnh nhân đã hồi phục nhanh hơn anh ấy mong đợi. Vậy là patient recover, đã hồi phục chưa? Rồi đúng không? Và bây giờ vẫn còn hồi phục và đang hiện tại đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn thì hiện tại. Đây nha, recover rapidly, gian, ở đây không có gian. Làm gì có gian, đây thiếu gian. Được chưa? Câu này thiếu gian, bỏ. Mình làm theo phương pháp loại trừ là thiếu gian bỏ. Câu này cũng có gian đâu, bỏ nốt. Câu này có gian, đúng không? Câu này cũng có gian. Thế bây giờ, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn mong đợi, ai mong đợi? Nhưng mà làm gì có, nó có ghi đâu. Thế bệnh nhân hồi phục nhanh hơn anh ấy nào. Bệnh nhân hồi phục nhanh hơn anh ấy mong đợi hơn. Ủa thế lại hai phần hơn cơ. Vậy phải chọn nào? C thôi đúng không? C mới đúng ngữ pháp. Tức là bệnh nhân hồi phục nhanh hơn là bệnh nhân cũng mong đợi mà bác sĩ cũng mong đợi, người ta ẩn đi, được chưa? Để chọn C là đúng. Còn câu này cũng lại còn hai từ mò thì không được. Đó. Thế thôi, làm thêm câu 37. Tôi xin lỗi, tôi phải đi sớm. Anh ấy nói như thế. Thế bây giờ, tôi xin lỗi, tôi phải đi sớm. Thì bây giờ sẽ là apologize for. Nghĩa là xin lỗi vì điều gì? He applied for having to leave early. Nha. Anh ấy xin lỗi vì phải đi sớm thôi. Đây. Mấy cái này đều bằng nhau nhá. Nhưng mà anh ấy xin lỗi xong chưa? Xin lỗi rồi, xong rồi thì quá khứ. Được chưa? Mà chỉ có apply for là chính xác. Mà cái apply for này do having to leave early. Cái câu DCD là đề lỗi này giống y nhau, đúng không? Thế chỉ có thể chọn A thôi, vì đã xin lỗi rồi. Bởi vì phá hoặc kép ra mà. Thì mình chia quá khứ, chỉ có chọn câu này thôi. Chỉ có chọn câu A thôi. Câu hai câu này giống y nhau, đề lỗi được chưa? Đề của em bị lỗi chưa? Phải cẩn thận nhá. Ở cái câu này là không chính xác rồi, bởi vì apologize bao giờ cũng đi với for, được chưa? Nên là xin lỗi vì điều gì? Câu 38. Tại sao bạn lại a better lock on the door? Nên tại tại sao bạn không cho một cái khóa tốt hơn lên cửa đi? Đấy là John hỏi như thế. Thế là John gợi ý. Nhưng mà gợi ý to put có được không? John gợi ý là cho một cái khóa tốt hơn. Hay là John hỏi tại sao không để một cái khóa tốt hơn? Nhưng mà không bao giờ có chuyện là why not như này nhá. Why not putting như này? Bởi vì là không được phép là why có to verb và verb in đâu. So that putting, được không? Được, cấu trúc ngữ pháp chúng ta học rồi, chỉ có cấu trúc này thôi. Đấy, chuẩn không? Vậy chỉ biết cấu trúc đúng là chọn được, làm gì cần phải vất vả gì đâu. Chứ chọn những cái kiến thức mà cô đã dạy khắc sâu những cái kiến thức đấy là được. Câu 39. Tôi không có. Bây giờ không dịch nữa đi. Không dịch nữa mà coi coi như là mình không biết dịch đi. Bây giờ lùi một thì. Câu điều kiện và lùi một thì. Vậy cho đáp án nào. Đây nhá, don này thì mình bỏ rồi. Bỏ don thì mình lấy have đúng không? Vậy là B hoặc C thôi. Hiểu chưa? Chỉ có B hoặc C. Thế bây giờ cái này chưa có nó. Thế bây giờ kiểm tra lại này. Tôi không có tiền mang theo bây giờ. Tôi không, tức là vì thế nếu không thì tôi đã mua được cái áo đó. Vậy nếu tôi có tiền với tôi bây giờ, tôi đã mua chiếc áo đó. Thế vì đây, bởi vì as the why là nếu không thì nó mang nghĩa phủ định. Nào nếu không thì. Nếu không thì nó mang nghĩa phủ định rồi. Thế nên là mình lại bỏ nó đi. Mình lại út. Thế là nếu tôi có tiền bây giờ tôi đã mua chiếc áo đó nhá. Và cái câu này rất là dễ bị lừa nếu mà không biết từ as the why. Nếu không thì. Câu cuối cùng 40, câu bị động. Ui dễ quá, chọn gì? Tốt gì? Câu bị động nhìn phát phải ra luôn chứ. This room suit. Câu bị động là như nào em nhỉ? Be và động từ cột mấy? Be và động từ cột bao? Thêm ed. Vậy phải chọn gì? Chỉ có đáp án A thôi đúng không? Không có đáp án nào dùng được. Cái này bị sai. Không có suit bin.
should clean thì là không phải câu bị động mà should be clean này, thiếu đúng không? Mình chỉ có động be là thứ ba. Như này là chọn được ngay, không có bao giờ lấn cấn và không bao giờ nhầm. Vậy các bạn làm bài chỉ cần cẩn thận thôi, được chưa? Hết sức cẩn thận mà chọn được những đáp